À, đây là cái nồi cơm cho UCZH18. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Thì đầu tiên là mọi người sẽ cắm vào cái cục biến áp nha. Nhớ cắm vào cái lỗ 100V hoặc 110V này cũng được luôn. Thì đầu tiên thì mọi người cắm điện, mọi người sẽ chỉnh lại cái giờ này theo đúng cái giờ hiện tại. Và ví dụ như bây giờ là 1 giờ, mọi người sẽ nhấn giữ cái này nè và chỉnh theo đúng cái giờ hiện tại. Chỉnh giờ này để mình thực hiện cái chức năng là hẹn giờ nấu thôi chứ cũng không quan trọng lắm nha. Rồi, hiện tại là 1 giờ. Xong rồi nó sẽ lưu lại nha mọi người. Thì khi nấu cơm, mọi người sẽ lấy cái nồi này ra, lấy cái son ra, mình đông gạo, xong mình bỏ gạo vào, bỏ nước vào bình thường nha. Rồi sau đó thì em tháo cái này ra. Sau đó thì mọi người sẽ ấn nấu cơm. Ấn nấu cơm. Thì bây giờ mình sẽ chọn nè. Bên em cung cấp cái bản dịch nhưng mà em quay video cho mọi người hiểu ha. Thì đây là cái chữ menu nè. Đây. Mọi người chọn cái chỗ chế độ này là chế độ cơm bình thường nha. Đó, nếu nấu cơm bình thường thì mọi người sẽ chọn như này. Bấm nấu 57 phút. Sau khi nấu xong thì nó sẽ tự động nó chuyển qua cái nút này, là cái nút. Nút này là cũng là cái nút hâm luôn. Thì sau khi mọi người ăn cơm xong thì mọi người sẽ ấn giữ cái nút này để hâm cơm nha. Ấn giữ để hâm cơm, còn cơm thì sẽ cắm điện và ấn giữ hâm cơm hoài luôn nha, chứ đừng có tắt điện. Đó, còn cái này là ví dụ như mọi người muốn ăn cơm mềm hay cơm gì đó thì mình có thể bấm vô đây nè, chọn qua đây. Đây là cơm mềm nè. Nó có rất là nhiều chức năng trong bản dịch. Trong cái bản dịch này em có dịch ra chi tiết rồi. Nên mọi người đó, ví dụ như mọi người bấm tới đâu thì cái đèn này nó sẽ chớp tới đó. Ví dụ như là đang ở số 3 là cái chế độ cơm trộn. Mọi người muốn nấu cơm trộn thì bấm đây. Rồi bấm cái nút đây. Rồi còn bình thường á thì sau khi mọi người tắt thì nó sẽ mặc định về cái chế độ cơm bình thường. Nên lần sau mọi người nấu cơm thì chỉ cần ấn một nút này là xong nha. Rất là dễ. Còn sau vài lần nấu á, thì mọi người sẽ lấy cái nắp này ra nè. Nè mọi người. Đó, lấy cái nắp này ra mình vệ sinh nha. Mình lấy ra mình rửa. Mình rửa trong đây nó sẽ có cái hơi nước cơm rồi đó. Dơ, mọi người lấy ra mình vệ sinh. Rồi mình bỏ vô lại, rất là dễ nha. Đấy nha. Có cái khớp hết rồi nên rất là dễ. Rồi đó là một cái vài cái lưu ý. Thì mọi người có thắc mắc gì về cách sử dụng thì cứ liên hệ em nha.